Thân mến chào anh em bạn bè đang theo dõi kênh Người Mê Xe. Kênh Người Mê Xe nơi giao lưu mua bán các loại xe máy Nhật, các loại xe mô tô phân khối lớn. Anh em có nhu cầu mua bán trao đổi liên hệ em qua số điện thoại 0836397777. Hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2021, em quay gửi đến các anh em một siêu phẩm GM Street Tailwind 900 phân khối. Một mẫu xe đường phố được anh em biker sử dụng rất là nhiều và được rất là nhiều anh em ở thị trường châu Âu ưa thích. Xe này có đát sản xuất là năm 2018 nha anh em. Đồ chơi thì một số đồ chơi như anh em nhìn thấy trong hình. Xi nhan đồ chơi trên cùm ghi đông. Tay thắng Taycan Evotech, đèn led chờ sáng, và đèn trước cũng là đèn halogen. Một số đồ chơi rất mắc tiền, giá thì là rất là chênh lệch. Xe chạy lướt 17.000 km, giá rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà được trang bị đồ chơi cực kỳ mắc tiền. Cặp thắng dĩa nữa cũng rất là mắc nha. Đồ chơi của nó khoảng tầm cỡ mấy chục triệu á, khoảng tầm gần 100 triệu nha. Street Tailwind, một dòng xe đường phố dành cho những anh em mà có phong cách muốn phong cách bụi bặm đường phố. Sử dụng động cơ Tailwind hai máy đứng, 900 phân khối, gia tốc lên cực kỳ nhanh. 900 phân khối thì anh em có thể đi được thoải mái, rất là tiện lợi. Nó lên gia tốc cũng cực kỳ nhanh, mẫu xe đường phố nhưng mà gia tốc cho lên rất nhanh. Xe em bán với giá là 299 triệu, bao sang tên toàn quốc, biển số là có sẵn 5 số thành phố, chưa rút gốc. Anh em nào yêu mến thì liên hệ em, xe bao rút gốc sang tên toàn quốc với giá là 299 triệu, tặng kèm hết đồ chơi như trong clip, và cái đồ zin theo xe vẫn còn nha. Những đồ zin theo xe vẫn còn, anh em mua có thể là rẻ hơn khoảng tầm 150 triệu so với lại xe trong hãng, và được tặng kèm theo đồ chơi nữa. Rồi em quay chi tiết để anh em ở xa tiền đánh giá nha. Xe là mới như trong hãng ra sản xuất, không có trầy, không có tróc chỗ nào hết nha anh em. Xe là xài lướt, sơn đồ còn rất là đẹp, không chày. Anh em nào thích phong cách đường phố bụi bặm thì có thể sử dụng em này, sở hữu em này nha. Giá cực kỳ hợp lý, chỉ 299 triệu thôi. 299 triệu. Đĩa đồ chơi đó, đĩa này cũng rất mắc tiền nha anh em. Những đồ chơi mà theo xe này là toàn là những đồ chơi mà hiệu không, không có thể gắn đồ tàu được, nên là anh em yên tâm về chất lượng. Sử dụng hệ thống phanh ABS đi rất là an tâm. ABS trước sau, cả trước và sau đều có. Với chiều cao thì không quá cao, anh em sở hữu chiều cao khoảng tầm 1m60 đến 1m65 là có thể chạy con này, với cái dáng ngồi rất đẹp. Nhông sen dĩa cực kỳ mới luôn. Xe này mình chưa có rửa, nhưng mà anh em thấy được cái độ chất của nó. Rửa ra thì nó sẽ mới thêm chút.
xe nguyên zin nha, xe nguyên zin không có dầm tút chỗ nào hết, giá bán chỉ 299 triệu, xi nhan đồ chơi cực kỳ dễ thương luôn. Xi nhan trước đồ chơi này, Street Tailwind, phong cách bụi bặm đường phố. Street là đường phố, Tailwind là sử dụng động cơ Tailwind, hai máy đứng. Rồi, em nổ máy cho anh em nghe tiếng máy chưa. Phun xăng điện tử. Xe này mình nổ mình pop con nha anh em. Đèn nè, đồ chơi, đèn đồ chơi rất xịn sò ha, đèn chợ sáng nè. Đây thông tin của nó. Order chạy 17.000, 17.167 km. Cái đồ chơi của nó thì em có liệt kê rồi nha anh em. Đồ chơi cả mấy chục triệu, gần cả trăm triệu nha. Anh em mua xe là đã rẻ hơn xe mới khoảng tầm 150 triệu, nhưng mà được thêm cái đồ chơi nữa. Đồ chơi và đồ zin là theo xe hết, vẫn còn. Rồi anh em mà yêu mến muốn sở hữu chiếc xe này thì liên hệ em nha, số điện thoại 0836397777. Xem xe tại nhà ở Sài Gòn 24/24 nha. Xe lúc nào cũng có sẵn tại nhà để anh em xem. Anh em muốn xem thì liên hệ em. Hình và clip, hình và hình tổng thể và chi tiết thì em có chụp hình. Anh em nào muốn xem thì có thể kết nối Zalo nha. Zalo của em số điện thoại trên màn hình nha. Hình tổng thể chi tiết. Rồi, xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh. Anh em nào chưa nhấn nút đăng ký thì nhấn nút đăng ký giùm em để tiện theo dõi nhiều dòng xe khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha.